Vì sao Israel biết rõ vị trí của thủ lĩnh Hezbollah? Năng lực tình báo như huyền thoại của Israel. Hạ sát thủ lĩnh Hezbollah, Israel làm Mỹ cảm thấy bị lừa dối. Thưa quý vị và các bạn, quân đội Israel vừa qua thông báo, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã bị hạ trong một đợt không kích vào thành trì nhóm vũ trang ở Haniyeh, ngoài ô phía nam thủ đô Beirut của Liban. Đây là cuộc tập kích có tính chính xác tuyệt đối tiếp sau một loạt các vụ ám sát đối thủ của Israel gần đây, từ thủ lĩnh phong trào Hamas tới gần như toàn bộ lãnh đạo của Hezbollah. Tại sao Israel có thể làm được điều này? Bí mật của Israel là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Theo tuyên bố của Israel, cuộc không kích sát hại thủ lĩnh Hezbollah diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại thành phố New York, Mỹ. Nhà lãnh đạo Israel tuyên bố quốc gia này sẽ không chấp nhận lực lượng Hezbollah hiện diện ở khu vực biên giới của mình. Đoàn tập kích nhằm vào một bong ke kiên cố nằm sâu hơn 18 mét lòng đất. Ông Nasrallah cùng các chỉ huy Hezbollah tập trung tại đây để họp bàn về chiến lược đối phó với Israel. Một tờ báo Pháp dẫn nguồn tin an ninh Liban nói rằng một điệp viên người Iran nằm sâu trong hàng ngũ của Hezbollah đã báo tin cho giới chức Israel về cuộc họp. Tehran chưa lên tiếng về thông tin này. Phát ngôn viên của quân đội Israel nói rằng họ có thông tin tình báo theo thời gian thực về một cơ hội tác chiến cho phép Israel thực hiện đòn tấn công. Quân đội Israel sau đó trút gần 80 tấn bom xuống vị trí mục tiêu, trong đó có 85 quả bom phá hầm chuyên đối phó với kiến trúc trong lòng đất. Loạt đòn này có thể xuyên qua 30 mét đất hoặc 6 mét bê tông kiên cố. Mỗi quả bom phá hầm có sức nặng khoảng 900 tới 1.800 kg. Các nguồn thạo tin cho biết Israel bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch ngày 27 tháng 9 vừa qua từ nhiều tháng trước. Lực lượng quân đội Israel xác định cách để xuyên phá bong ke ngầm là thực hiện hàng loạt các vụ nổ được căn thời gian. Vụ nổ trước đó sẽ mở đường cho vụ nổ tiếp theo. Truyền thông Israel đưa tin kế hoạch hạ sát Nasrallah được thiết lập hôm 23 tháng 9, đưa ra thảo luận hôm 25 tháng 9. Tại cuộc họp đầu tiên với tư lệnh lực lượng quân đội Israel IDF, ông Herzi Halevi, giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài Mossad, giám đốc cơ quan an ninh nội địa Sinbad và bộ trưởng quốc phòng Israel đều nhất trí ủng hộ kế hoạch. Một số bộ trưởng Israel phản đối, trong đó có bộ trưởng tài chính. Ông lo ngại động thái sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch của IDF đang diễn ra tại Gaza, nếu các Israel sau đó bật đèn xanh cho kế hoạch vào tối 26 tháng 9. Bộ trưởng quốc phòng Israel sau đó gọi điện cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu, lãnh đạo Israel khi đó đang ở New York, chuẩn bị phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hai quan chức quốc phòng khuyến nghị ông Netanyahu cho phép thực hiện chiến dịch và được chấp thuận. Loạt tiêm kích F-15I của phi đội số 69 xuất phát từ căn cứ Hatzizim ở miền nam Israel. Một nửa số phi công tham gia chiến dịch là lực lượng dự bị. Khi mặt trời dần hạ xuống ở Trung Đông ngày 27 tháng 9, các phi cơ EIF thả bom. Khoảng 18 giờ 30 phút, loạt tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô của Liban. Hãng tin Reuters nhận định, sau cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, nhóm Hezbollah phải giải quyết vấn đề hàng ngũ bị thâm nhập, tạo điều kiện cho Israel phá hủy địa điểm cất giấu vũ khí, cài bom các thiết bị liên lạc cũng như sát hại đội ngũ lãnh đạo tối cao, vốn được giữ bí mật về hành tung rất kỹ. Một tuần trước khi thủ lĩnh Nasrallah thiệt mạng trong cuộc không kích đánh trúng nơi ông ở, hàng trăm máy nhắn tin và bộ đàm của Hezbollah phát nổ gây thương vong lớn. Tiếp đó là các đợt oanh tạc làm mất gần một nửa đội ngũ lãnh đạo, tàn phá bộ chỉ huy quân sự. Một nguồn thạo tin tiết lộ Israel đã dành 20 năm thu thập thông tin tình báo về Hezbollah, nên hoàn toàn có thể tấn công thủ lĩnh Nasrallah bất cứ khi nào họ muốn. Hai nguồn tin quan chức khác cho biết Thủ tướng Israel đồng ý để quân đội thực hiện không kích lúc đang ở New York. Thủ lĩnh Nasrallah đã tránh xuất hiện trước công chúng kể từ sau cuộc chiến Hezbollah-Israel năm 2006. Theo nguồn tin hiểu rõ sắp xếp an ninh dành cho nhân vật này, ông đã rất cảnh giác trong suốt thời gian dài, hạn chế hoạt động và tiếp xúc với rất ít người. Vì vậy, cuộc không kích thành công chỉ ra rằng có đối tượng đã cung cấp thông tin cho Israel thâm nhập vào đội ngũ thân cận. Người đứng đầu nhóm Hezbollah thậm chí còn trở nên cảnh giác hơn sau loạt vụ nổ thiết bị liên lạc ngày 17 tháng 9. Ông không dự một đám tang chỉ huy thiệt mạng, đồng thời ghi âm trước bài phát biểu lên án Israel, thay vì phát biểu trực tiếp trên truyền hình như thường lệ. Vụ tấn công của Israel rõ ràng là đòn giáng mạnh, cũng như thất bại tình báo đối với Hezbollah. Israel biết rõ thủ lĩnh Hezbollah đang họp với một số chỉ huy khác, và họ chỉ nhắm vào ông ấy. Phía Israel tuyên bố, tính cả thủ lĩnh Nasrallah, trong năm nay quân đội Israel đã tiêu diệt 8 trên 9 chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Hezbollah. Nói thêm về lực lượng tình báo Israel, lực lượng này đã thực sự trở thành huyền thoại qua rất nhiều chiến dịch mạo hiểm với hiệu quả vượt trội. Trong đó, ba cơ quan tình báo gồm Mossad, Shin Bet, Amman của Israel nổi lên như những chốt chặn bảo vệ an ninh cho đất nước
kể từ khi thành lập quốc gia năm 1949. Trong đó Mossad nổi tiếng nhất, có tên chính thức là Viện Tình báo và Hoạt động Đặc biệt, được thành lập ngay sau Israel lập quốc. Nó được giao nhiệm vụ đó là bảo vệ lợi ích quốc gia bên ngoài biên giới, có nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, chống khủng bố. Để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng này, Mossad rất khắt khe ngay từ công tác tuyển quân sự đầu vào. Đầu tiên, các ứng cử viên phải là người Do Thái, làm việc trong Bộ Quốc phòng hoặc sinh ra và lớn lên tại Bắc Mỹ, châu Âu, thành thạo Anh ngữ, tiếng Ả Rập hoặc các thứ tiếng châu Âu. Sau vòng sơ tuyển, các ứng cử viên sẽ phải trải qua thời gian vài tháng thực hiện các trắc nghiệm tâm lý chuyên biệt, được huấn luyện thử với nhiều nhiệm vụ bất khả thi, như trong vòng 15 phút phải thu thập được thông tin về họ tên, địa chỉ, số thẻ tín dụng, cha mẹ họ hàng của 100 người không quen biết. Các điểm viên trong những đội ám sát, hành động đặc biệt còn phải trải qua thêm 2 năm huấn luyện gian khổ và nhuần nhuyễn các kỹ năng chiến đấu như theo dấu, cắt đuôi, trộm tài liệu, nghe lén, chiến đấu tay không, sử dụng các loại vũ khí. Mossad từ tổ chức thành các sĩ đoàn tinh nhuệ do một giám đốc tương đương với thiếu tướng trong lực lượng phòng vệ Israel chỉ huy. Đơn vị này có các nhân viên phụ trách vụ án được gọi là Kassab, có nhiệm vụ tiến hành các hoạt động gián điệp ở nước ngoài và điều hành các đặc vụ. Mossad đã thực hiện nhiều chiến dịch táo bạo, nổi tiếng nhất là chiến dịch Sấm Sét, hay còn gọi là chiến dịch Entebbe. Trong chiến dịch này, các đặc nhiệm Israel tiến vào Uganda, giải cứu 100 con tin chỉ trong một đêm với sự chính xác và tài chiến lược xuất chúng. Chiến dịch nổi tiếng thứ hai của Mossad đó là bắt giữ Adon Ismail năm 1960, một tướng lĩnh quân đội Đức Quốc xã chịu trách nhiệm triển khai chiến lược hủy diệt người Do Thái. Khi phát hiện tên này đang ở Argentina dưới cái vỏ bọc có tên là Ricardo Clement, năm đặc vụ Mossad đã bắt cóc và đưa ông này đến Israel, nơi bị xét xử và hành quyết. Nếu Mossad nổi tiếng với việc đối ngoại, Shin Bet hay còn gọi là Shabak là lực lượng tình báo âm thầm bảo vệ an ninh nội địa của Israel, còn Aman chính là lực lượng tình báo của quân đội Israel thành lập năm 1950. Lĩnh vực hoạt động của nó bao gồm theo dõi các quốc gia láng giềng, đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn và sử dụng công nghệ tiên tiến trong các chiến dịch của mình. Hạ sát thủ lĩnh Hezbollah, Israel làm Mỹ cảm thấy bị lừa dối. Ba quan chức quốc phòng cấp cao của Israel tiết lộ, nước này đã biết vị trí của thủ lĩnh Hezbollah trong nhiều tháng trước khi tiến hành cuộc không kích. Các quan chức giấu tên hôm 28 tháng 9 tiết lộ, quyết định ám sát ông Nasrallah được đưa ra vài ngày gần đây và không được thông báo cho Mỹ, vì Israel lo ngại cơ hội sẽ trôi qua. Việc lập kế hoạch cho chiến dịch diễn ra trong khi các quan chức Israel đang đàm phán với Mỹ về khả năng tạm dừng các hoạt động tấn công và trước khi Thủ tướng Israel lên đường tới New York vào sáng 26 tháng 9 theo giờ địa phương để phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Một quan chức Mỹ nói với tờ The Times của Israel rằng Washington chỉ được thông báo về cuộc không kích sau khi máy bay của Israel đã ở trên không và chiến dịch đã bắt đầu. Theo đó, sau khi vụ tấn công xảy ra, Mỹ có cảm giác bị Israel lừa dối. Tờ Jerusalem Post ngày 29 tháng 9 dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã rất tức giận vì Israel chỉ thông báo cho Mỹ vào phút chót. Jerusalem Post nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết của hai bộ trưởng quốc phòng, nhưng cho biết ông Austin gần như đã mất cảm tình với ông Garland vì vụ ám sát Nasrallah. Ông Austin và chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden không muốn xung đột lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông. Mỹ nhiều lần thúc giục Israel kiềm chế hoặc tránh thực hiện một số hành động nhất định chống lại Hezbollah để ngăn chặn viễn cảnh này. Điều đó cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant và Israel có thể không muốn thông báo sớm cho Mỹ về mục tiêu ám sát Nasrallah để tránh bị Mỹ gây áp lực buộc phải từ bỏ kế hoạch. Quyết định này dường như là yếu tố đổ thêm dầu vào lửa khiến ông Austin càng thêm tức giận, dù ông tin tưởng Bộ trưởng Gallant là một trong những thành viên phi chính trị và thực tế nhất của chính phủ Israel, người thực sự coi trọng lời khuyên của Mỹ trong các vấn đề. Thủ lĩnh Hezbollah bị ám sát chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Israel bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Mỹ và Pháp soạn thảo, kêu gọi Israel ngừng các cuộc tấn công vào Liban trong 21 ngày để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Tây Jerusalem và Hezbollah. Theo các quan chức Mỹ và phương Tây khác, Thủ tướng Netanyahu đã đồng ý với đề xuất này vài ngày trước đó, trước khi đột ngột đổi ý và tuyên bố tiếp tục tấn công Liban toàn lực.